Máy vừa về này. Chủ trước nó dùng giữ gìn này thôi. Nhìn đẹp không tì vết. Đây nó còn nguyên cả cái bảo vệ camera mà chủ trước nó lắp đây. Nhìn nó đẹp như này cơ mà. Lúc nào các cụ nói cấm có sai của bền tại người. Vợ mình mà nó dùng mình giữ gìn như thằng này dùng cái máy thì có vẻ là mình giờ vẫn còn đẹp dai. Quá đẹp. Thế nhá.